Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với phần tin tức của VTA. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 11 và ngày 12 tháng 7 năm 2020 thì trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn. Qua từ đô thị thì chiều ngày 12 tháng 7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 7 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đã đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Qua theo dõi tình hình mưa trong 24 giờ qua thì khu vực vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như Thân Thuộc, Lai Châu 191 mm, Mường Báng, Điện Biên 93 mm, Chế Tạo, Yên Bái 84 mm, Việt Vinh, Hà Giang 110 mm. Đồng thời, hồi 12 giờ 21 phút 59 giây ngày 12 tháng 7 năm 2020, một trận động đất có độ lớn 4,6 độ Richter, sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, xảy ra ở Vân Nam Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam tại địa phận huyện Mường Tè, Lai Châu khoảng 12 km. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa về để thông báo, hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng chống tránh lũ quét và sạt lở đất. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đặc biệt là việc sơ tán di rời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Cùng với đó, triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là các ngầm, các tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các lực lượng giao thông chính, rà soát kiểm tra khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi động đất, đặc biệt đối với các khu vực hồ chứa và những cơ sở hạ tầng xung yếu. Vâng, ngoài trên đây là những chỉ đạo của Ban phòng chống của Trung ương đối với các tỉnh phía Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, trong 2 ngày gần đây thì mới đầu vụ mưa của năm 2020 này, nhưng mà hiện tại thì khu vực Sơn La thì chưa xảy ra là mưa nhiều lắm, nhưng ở Điện Biên, Lai Châu thì đã xảy ra lũ quét. Chưa có thiệt hại gì lắm về cái vấn đề thiệt hại trong mưa lũ, nhưng cái vấn đề này sẽ không phòng chống kịp thời thì rất dễ sẽ bị xảy ra. VTA sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo. Cảm ơn và quý vị và đã quan tâm theo dõi và đã ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.